Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phá Đảo, mình là Hoàng Phong. Và trong vài phút sắp tới đây thì chúng mình sẽ giúp các bạn nắm được tổng quan từ gameplay cho đến cốt truyện của bom tấn được trò lớn nhất trong làng game năm nay, đó chính là Elden Ring. Trước khi bắt đầu vào video này thì các bạn hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì let's go. Lần đầu được hé lộ trong sự kiện E3 năm 2019, Elden Ring đã trở thành tâm điểm được bàn tán trong giới game thủ trên toàn thế giới. Bởi đây là sự kết hợp của hai cái tên nổi tiếng trong làng giải trí: Hidetaka Miyazaki, chủ tịch của hãng phát triển game From Software, cha đẻ của series Soul huyền thoại, cùng với nhà văn George R.R. Martin, nổi tiếng với series tiểu thuyết A Song of Ice and Fire, sau này được chuyển thể thành TV series mang tên Game of Thrones. Sự kết hợp bởi hai cái tên đỉnh cao trong thể loại Dark Fantasy đã khiến cộng đồng không khỏi xôn xao, tò mò và không biết thế giới kỳ bí nào đang chờ đón họ. Tuy nhiên, kể từ lúc tung ra trailer ra mắt từ năm 2019, gần như không hề có một thông tin nào được hé lộ về sự phát triển của game, cho tới sự kiện lớn nhất vào cuối năm ngoái. Đối với những ai đã đồng hành cùng Phá Đảo trong sự kiện Game Awards 2021 vừa qua thì ắt hẳn cũng đã biết, một lần nữa, From Software lại là cái tên gây chú ý khi đã tung ra thêm một trailer cinematic khác, kèm theo đó là ngày ấn định ra mắt của game, chính là ngày 25 tháng 2 năm nay. Elden Ring được đặt tại một vùng đất giả tưởng mang tên Lands Between, nơi được cai trị bởi nữ hoàng Makia the Eternal, được ban phước bởi thánh vật Elden Ring và Eitree. Vùng đất này được coi là chốn thiên đường, người dân được ban phước lành từ thần thánh. Song tại sự thần tiên này luôn tồn tại một sự phân biệt kỳ thị rõ rệt, khi mà đối với những con người được cho là được ban phước, thể hiện qua việc đôi mắt chứa những ánh sáng vàng thì được sống tại đây. Còn đối với những con người với đôi mắt đã mất đi thứ ánh sáng trong đó thì sẽ bị lưu đày khỏi các vùng đất khác, hay còn được biết đến với cái tên là các Tennis. Tuy nhiên, không có gì là mãi mãi, kể cả sự trú phú tại vùng đất này. Sự kiện trong game bắt đầu trong bối cảnh khi mà thánh vật Elden Ring giờ đây đã bị phá hủy, dẫn tới các cuộc chiến tranh nổ ra vì những mảnh vỡ quyền năng của chiếc nhẫn, được gọi là Great Runes. Chỉ một mảnh vỡ Great Rune này thôi cũng đã ban cho người sở hữu một sức mạnh vô song, dẫn tới tham vọng được sở hữu tất cả để tái tạo lại thánh vật. Và người chơi, với tư cách là một Tanis, cũng sẽ được triệu tập lại sau sự kiện này, với sứ mệnh chu du khắp vương quốc để thu thập các Great Runes, khôi phục lại chiếc nhẫn Elden Ring và trở thành một vị chúa tể Elden, xóa bỏ mọi sự ô uế tại thánh địa này. Lands Between cung cấp 6 khu vực chính, mỗi khu vực có một bản đồ dungeon và một demigod cai trị mà người chơi phải chiến đấu. Các demigod bản chất là những sinh vật mang phẩm chất anh hùng, nhưng lại bị chính nguồn sức mạnh của Great Rune từng ban phước kia làm mờ mắt và trở nên tha hóa. Qua bản demo của game, chúng ta có thể thấy được những vùng đất thần thánh một thời giờ đây chỉ là một tàn dư đổ nát, hệ quả của những cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực. Một thế giới mở và hoàn toàn tự do khám phá là một điểm nhấn của vùng đất Land Between. Đương nhiên, sẽ có một số khu vực ngay ở khi bắt đầu trò chơi sẽ không được mở sẵn, nhưng người chơi sẽ có nhiều phương thức để tiếp cận nó, chứ không bị bó buộc bởi một khuôn khổ có sẵn. Theo lời của tác giả Miyazaki, thì cũng như các dòng game sâu tiền nhiệm, thế giới của Elden Ring được tạo dựng bởi các dungeon, các hầm mộ, lâu đài pháo đài, các đầm lầy núi đá chứa những bí ẩn chờ đợi người khám phá. Nhưng nếu bạn không phải là một người chơi hệ chill, không thích khám phá hay mong muốn cưỡi ngựa ngắm nhìn thế giới đổ nát này, vẫn luôn có những fast travel point giúp người chơi có thể di chuyển tới khu vực một cách nhanh chóng, tính năng mà chưa từng thấy trong các dòng game sâu trước đây. Một trong những cơ chế độc đáo được xuất hiện trong Elden Ring là các spirit. Để dễ hiểu, bạn có thể hình dung nó tương tự như hệ thống Spirit trong tựa game Super Smash Bros. Ultimate hết sức nổi tiếng của Nintendo, là hệ thống mà các tinh linh sẽ được triệu hồi và đem lại những buff khác nhau hỗ trợ nhân vật trong chiến trận. Bạn có thể có một tinh linh sẽ giúp bạn bảo vệ từ phía sau nhằm tránh bị đánh lén, hay một cung thủ sẽ câu mõm kẻ địch trong trận chiến. Cũng như vũ khí hay trang bị, các Spirit cũng có yếu tố tăng trưởng, có thể lên nâng cấp để tăng sức mạnh cho người chơi. Đương nhiên, một thứ đầy quyền năng như vậy không có lý do nào lại từ trên trời rơi xuống một kẻ bị lưu đày như người chơi. Và vai một Tanis, người chơi sẽ phải đi thu thập các Spirit qua việc chiến thắng các quái vật hoặc boss trong game. Spirit càng mạnh, đối thủ người chơi phải đối mặt sẽ ngày càng khủng. Việc cung cấp một hệ thống sức mạnh theo hướng bắt người chơi phải thu thập như này sẽ phần nào kích thích sự khám phá thế giới của Elden Ring để hoàn tất sứ mệnh cao cả khác. Gotta get them on. Theo lời của ông Miyazaki, Elden Ring cung cấp hơn 100 kỹ năng để người chơi có thể lựa chọn. Những skill này sẽ được mở khóa qua nhiều phương thức, từ việc mua từ các cửa hàng, học từ các NPC, hoặc khám phá các kho báu ẩn giấu khắp vùng đất Land Between. Nếu so sánh với các loạt game tiền nhiệm của From Software,
Có lẽ thay đổi lớn nhất xuất hiện trong Elden Ring là phương thức sử dụng các kỹ năng. Lấy Dark Souls 3 làm ví dụ, bạn sẽ phải trang bị một loại vũ khí nhất định để sử dụng Weapon Art hoặc kỹ năng của nó. Trong Elden Ring, người chơi sẽ hoàn toàn tự do trao đổi kỹ năng giữa các loại vũ khí mà không hề bị hạn chế. Trên thực tế, bạn có thể tự do kết hợp các loại vũ khí, trang bị và phép thuật khác nhau với nhau theo những cách khác nhau. Cùng với đó là cơ chế áp dụng các spirit khác nhau, khiến cho mỗi người chơi sẽ có một phong cách biểu độc nhất cho riêng mình, cũng như kích thích tính tò mò của người chơi để tìm hiểu về cơ chế cũng như tạo ra các build broken nhất. Theo bài phỏng vấn Miyazaki, Elden Ring là tựa game sở hữu bản đồ lớn nhất so với những sản phẩm mà From Software từng phát triển. Điều này thật vui khi mà người chơi sẽ có nhiều đất để khám phá hơn, song lại kéo theo một hệ quả là nếu chẳng may cuốn chiếu ở khu vực nào đó xa xôi, thì việc tìm lại đúng chỗ đó để lấy XP đã mất quả là một thử thách. Và chính vì sở hữu bản đồ rộng lớn như vậy, nên Elden Ring sẽ không bắt buộc phải trở về các địa điểm nhất định mới có thể hồi phục. Theo vào đó, lần đầu tiên trong lịch sử, với tựa game Soulborn của From Software, người chơi có thể tùy chỉnh và chế tạo các vật phẩm khi ở ngoài thế giới. Các nguyên liệu tác chế đồ sẽ có thể được thu thập trên khắp vùng đất Lands Between, trong đó có các nguyên liệu chế đồ hồi máu, khiến cho người chơi luôn trong tình trạng sẵn sàng cho những trận giao tranh sắp tới. Miyazaki cũng đã tiết lộ một số yếu tố thú vị sẽ tác động tới nhân vật nếu người chơi dành thời gian mày mò hệ thống mới này, liên quan tới những phần thưởng thú vị. Nhưng cụ thể như nào, có lẽ chúng ta phải đợi tới khi nào game ra mắt để khám phá thêm. Tương tự như tựa game Sekiro tiền nhiệm, dưới đây kẻ hành hương của chúng ta trong Elden Ring hoàn toàn có thể nhảy để né tránh các đòn tấn công tầm thấp hay tung các tuyệt kỹ có sát thương cao. Hệ thống thanh stamina cũng đã quay trở lại, song lại được nhà phát triển mô tả sẽ bớt ảnh hưởng tới các trận chiến như các tựa game tiền nhiệm, khiến game mang yếu tố thuần game hành động hơn một chút và nhận xét game sẽ dễ hơn so với Bloodborne hay Sekiro Shadows Die Twice. Nhưng đừng vì vậy mà vội mừng, nhất là khi From Software chưa bao giờ có khái niệm làm game dễ đâu. Nếu như tất cả các cơ chế về kỹ năng, vũ khí, spirit hay thể lực kia vẫn chưa đủ thể hiện tính chiến thuật trong game, thì yếu tố về thời gian và thời tiết trong ngày sẽ là món quà cuối cùng mà nhà phát triển muốn đem tới cho game thủ. Được xác nhận trong buổi phỏng vấn với IGN, nhà phát triển nhắc tới yếu tố thời tiết tự nhiên và chu kỳ thời gian ngày đêm sẽ xuất hiện trong Elden Ring. Tuy chưa có quá nhiều thông tin rằng yếu tố này sẽ tác động như nào, nhưng nếu so sánh với các tựa game tiền nhiệm của From Software, chúng ta hoàn toàn có thể hình dung được tác động về tầm nhìn khi trời tối hay các yếu tố thời tiết cụ thể sẽ làm xuất hiện các sinh vật đặc biệt. Với giá $60 cho phiên bản standard, thì Elden Ring sẽ mất bao lâu để có thể hoàn thành? Miyazaki tiết lộ game có thể được hoàn thành trong khoảng 30 giờ chơi nếu chỉ tập trung vào cốt truyện chính của game. Tuy nhiên, nhà phát triển cũng đã tiết lộ rằng game sẽ có nhiều ending khác nhau, tùy thuộc vào các lựa chọn của người chơi trong suốt cuộc hành trình. Điều này chắc chắn sẽ kích thích tính tò mò cho game thủ, mong muốn được trải nghiệm tất cả các kết cục khác nhau. Kể cả khi bạn là một người chơi sẽ thỏa mãn với bất cứ cái kết nào họ đạt được, thì với một thế giới mở đầy rẫy những bí ẩn được chờ khám phá, một kho spirit được chờ để thu thập, cũng như hệ thống skill build đa dạng cần phải dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thì chắc chắn bạn sẽ không dứt khỏi Elden Ring sớm được đâu. Elden Ring sẽ là phát súng đầu tiên trong một loạt các tựa game đình đám sẽ được ra mắt trong năm 2022 này. Tuy thật khó có thể có những đánh giá chính xác trong thời điểm mà game vẫn còn một tuần nữa mới chính thức ra mắt, nhưng với những thông tin kể trên thì thật sự đây là một tựa game đáng để mong chờ. Đặc biệt hơn, bạn sẽ không phải chờ tới lúc tựa game ra mắt đâu, vì chính Phá Đảo đang là một trong những đơn vị hiếm hoi tại Việt Nam được trải nghiệm Elden Ring đầu tiên. Chắc chắn chúng mình sẽ đem tới cho các bạn những thông tin, những bài đánh giá chính xác nhất của siêu phẩm được chấp bút bởi hai cái tên đình đám trong phong cách Dark Fantasy này. Vậy nên, hãy chờ chúng mình ở các số tiếp theo nói về Elden Ring nhé. Còn bây giờ thì hãy bấm like và subscribe cho Phá Đảo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào sắp tới nhé. Stay tuned!